Xin chào quý anh chị, quý khách hàng, quý nhà đầu tư. Thì hôm nay Phi đưa anh chị đi về xem cao tốc Dầu Dây Phan Thiết sẽ hình hài như thế nào vào tháng 12 năm 2022. Dự án cao tốc Dầu Dây Phan Thiết dài 99 km được chia làm 4 gói thầu với quy mô mặt đường hơn 32m, quy mô 6 làn xe, vận tốc 120 km/h. Dự án cao tốc Dầu Dây Phan Thiết có tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng gồm cả chi phí xây dựng, thiết bị, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư v.v. Tuyến đường cao tốc này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Bình Thuận và các vùng lân cận. Khi hoàn thành, hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đến trung tâm du lịch Phan Thiết Mũi Né được rút ngắn một nửa, còn 2 đến 2,5 giờ đồng hồ lái xe. Cao tốc sẽ kết nối với sân bay Long Thành. Đại diện ban quản lý dự án Thăng Long, gói thầu số 4 đáp ứng đúng tiến độ đề ra và sẽ kịp hoàn thành xong khi kỹ thuật trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Giờ thì mời cả nhà xem cập nhật nhanh toàn tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Đây là nút giao quốc lộ 1, ta thấy còn khá nhiều việc phải làm ha. Tiến độ hiện tại của nút giao quốc lộ 55 đã đang rầm rộ hãm về mặt đường. Đây là nút giao quốc lộ 55B, cầu vượt ở đây đã thành hình, hãm nhựa đoạn này cũng đã hoàn thành. Cuối cùng là nút giao ở Hàm Kiệm. Tuyến chính của đoạn này đã được thảm nhựa xong. Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây có chiều dài là 99 km, Đồng Nai là 51,33 km, Bình Thuận là 47,67 km. Mỗi tỉnh có 2 gói thầu. Tổng mức đầu tư của dự án này là 12.577 tỷ, quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Sau chuyến đi thực tế của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, giá trị sản lượng thực hiện của dự án hiện đã trên 70%. Đây thật sự là điều hết sức bất ngờ. Tại gói thầu XL03, Bộ trưởng yêu cầu các nhà thầu tham gia dự án phải thể hiện quyết tâm để dự án thông xe kỹ thuật vào ngày 31 tháng 12, 2022 và ngày 30 tháng 4, 2023 phải xong toàn bộ tuyến cao tốc này. Ngoài ra, Bộ trưởng còn nhấn mạnh lại những nhà thầu nào yếu kém trong thi công các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 sẽ không được tham gia vào 25 gói thầu của giai đoạn 2. Nút giao đường 765 này nằm giữa nút giao với đường quốc lộ 1 và nút giao với đường quốc lộ 56.